Giá cà phê hôm nay ngày 30 tháng 6, đầu cơ sở hàng Robusta ta tuột mốc 1.700 USD mỗi tấn, xuất khẩu sụt giảm vì cước tàu biển. Giá cà phê hôm nay ngày 30 tháng 6 trong khoảng 34.700 đến 35.600 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giảm trung bình 600 đồng mỗi kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 34.700 đồng mỗi kg tại huyện Cư Mờ Gờ A Giờ, là giá cà phê hôm nay ở mức 35.600 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đà Lắc, Buôn Hồ, đã là giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 35.500 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 35.500 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 35.400 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 35.400 đồng mỗi kg, chư Prong ở Pleiku và La dài cùng giá 35.500 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 35.400 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giảm trung bình 600 đồng mỗi kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2021 giảm 36 USD mỗi tấn ở mức 1.675 USD mỗi tấn. Giao tháng 11 năm 2021 giảm 33 USD mỗi tấn ở mức 1690 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2021 giảm 2,5 cent ở mức 160.2 cent giao tháng 11 năm 2021 giảm 2,35 cent ở mức 163.1 cent Hôm qua là phiên khóa sổ vị thế kinh doanh đã cho thấy tác động của chỉ số đồng USD. DXY lên giá cà phê thế giới là rất rõ. DXY tăng khiến một loạt thị trường hàng hóa phái sinh quay đầu giảm. Bên cạnh đó, đồng xe của Brazil giảm cũng khiến giá Azabica tụt dốc. Phiên điều chỉnh của thị trường cà phê cũng là điều được báo trước sau mấy phiên tăng nóng như vừa qua. Tin xương giá tại Brazil đã đẩy cà phê thế giới đạt đỉnh trong nhiều năm. Tuy nhiên, các quỹ đầu cơ đã mua mạnh nên việc họ xả hàng là điều tất yếu. Theo thống kê, Xuất khẩu cà phê tháng 6 năm 2021 của Việt Nam ước đạt 110.000 tấn, giảm 13,8% so với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm đạt 825.000 tấn, giảm 12,3% so với năm ngoái, nguyên nhân do xuất khẩu bị ách tắc do giá cước tàu biển tăng cao và việc thiếu container rỗng. Báo The Loa ngày 25 tháng 6 năm 2021 cho biết giá cước mỗi công TN 40 feet từ Trung Quốc sang Bắc Âu lên đến 20.000 đô la thùng và sang bờ tây Hoa Kỳ chạm 25.000 đô la thùng. Bình quân cước tàu cho mỗi công TN 40 feet đi tháng 7 năm 2021 của năm hãng tàu biển là 21.000 đô la thùng và từ các cảng Trung Quốc sang Felixtoner và Southampton, Anh Quốc, người giao hàng phải trả bình quân 18.000 đô la Mỹ thùng. Không chỉ từ Việt Nam. Ngay Indonesia đã có cà phê vụ mới ra thị trường nhưng vẫn kẹt cứng vì tình trạng vận tải khó khăn và đắt đỏ như trên. Giá tiêu hôm nay ngày 30 tháng 6, thế giới giảm, trong nước ngược chiều, thấp nhất 74.000 đồng mỗi kg, phát triển thương hiệu hồ tiêu Đà Song. Tính đến 0 giờ 15 phút ngày 30 tháng 6, giá tiêu giao ngay tại sàn chi, Ấn Độ ở mức 41.800 rupi tạ, cao nhất 41.181.8 rupi tạ, thấp nhất giảm nhẹ so với phiên trước đó. Cập nhật giá tiêu thế giới Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, tính đến 0 giờ 15 phút ngày 30 tháng 6, giá tiêu giao ngay tại sàn Chi, Ấn Độ ở mức 41.800 cao nhất 41.181.8 Jupita, thấp nhất, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với du kỳ Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 là 311,96 Việt Nam đồng IGN. Giá tiêu trong nước Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 74.000 đến 77.000 đồng mỗi kg tại các địa phương. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 74.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đà Nông, Đà Lắc 75.000 đồng mỗi kg, Bình Phước 76.000 đồng mỗi kg và Bà Rịa, Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 77.000 đồng mỗi kg. Theo báo Đà Nông, để nâng cao chất lượng, giá trị, thương hiệu cho cây hồ tiêu, huyện Đắk Song tỉnh Đà Nông đang hướng đến việc phát triển cây trồng này bền vững. Thay vì phải mua trụ gỗ với giá cao, hơn 4 năm qua, gia đình chị Lê Thị Khuyên thôn 2, xã Thuận Hà đã trồng 4 hecta hồ tiêu của gia đình bằng cây sống. Tới tán trụ cây sống vươn cao 6 đến 7 mét, những dây tiêu của gia đình chị khuyên vươn lên cao, xanh mướt. Không chỉ trồng hồ tiêu trên cây sống, ngay trong quá trình sản xuất, từ việc bón phân, phun thuốc trừ sâu, chị đều dùng các chế phẩm sinh học. Việc áp dụng mô hình sản xuất an toàn với môi trường không chỉ bảo vệ được sức khỏe cho gia đình mà cây hồ tiêu còn chống trọi tốt với dịch bệnh. Chị Lê Thị Khuyên cho biết nắm bắt được những biến đổi của thời tiết. Thời gian qua, gia đình đã tìm hiểu, trồng hồ tiêu theo hướng bền vững. Cách làm này thân thiện với môi trường và luôn giữ ổn định năng suất cây trồng. Thực tế, cây tiêu được trồng trên trụ sống nên có thể vươn cao. Vì vậy, đợt thu hoạch vụ đầu vừa qua, trung bình mỗi trụ tiêu gia đình thu 8 kg tiêu trụ. Cũng theo chị khuyên, việc trồng hồ tiêu theo hướng bền vững chỉ tốn công chăm sóc thời gian đầu, còn khi trụ sống đã lên cao thì dây tiêu phát triển rất tốt. Qua tìm hiểu, việc trồng hồ tiêu theo hướng bền vững ở huyện đã Song không chỉ là việc làm xuất phát từ sự nhạy bén của nhiều nông dân, mà đây còn là chương trình dài hơi của huyện. Ông Lê Hoàng Vinh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thông huyện đã Song phân tích, trồng hồ tiêu bền vững cho hiệu quả rất rõ. Hiện nay theo đánh giá của đơn vị, nếu trồng hồ tiêu theo phương pháp này, giá trị cao hơn đến 15% so với trồng thông thường. Đó là chưa kể lợi ích về môi trường, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng. Chính vì vậy, hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền để nông dân trong huyện hướng đến sản xuất hồ tiêu bền vững. Cũng theo ông Vinh, việc phát triển cây hồ tiêu theo hướng bền vững đã được huyện đưa vào nghị quyết. Huyện phấn đấu, đến năm 2020, đàn nông sẽ có 3.000 hecta cây hồ tiêu trồng theo hướng bền vững. Về lâu dài, huyện đang tập trung xây dựng thương hiệu cho cây hồ tiêu đá xong. Đây là bước đi quan trọng để hướng đến việc phát triển bền vững cây trồng này.